Công an huyện Hòa Vang vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiến hành phá chuyên án và bắt khẩn cấp đối tượng Mai Văn Phước, 33 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ vùng nông thôn. Theo điều tra, từ đầu năm 2019, thông tin về hàng loạt các vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường mà chủ yếu là phụ nữ được đội hình sự công an huyện Hòa Vang tiếp nhận và ngay lập tức xác lập chuyên án truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được đối tượng tình nghi là Mai Văn Phước, trú tại quận Liên Chiểu. Ngày 4 tháng 2 năm 2021, Phước tiếp tục thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Sau 6 giờ truy nóng, Phước đã bị công an huyện Hòa Vang bắt giữ. Phước khai nhận, thường dạo quanh khu vực nông thôn thấy phụ nữ đeo dây chuyền sơ hở thì thực hiện cướp giật. Mở rộng điều tra, Phước thừa nhận trước đó đã thực hiện 7 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.